người ra biển nhặt sò tím. Hà Tĩnh, người dân huyện Cẩm xuyên đổ ra biển Cẩm Nhượng nhặt sò tím dạt bờ, bắt được hàng tại đem về làm thực phẩm và bán cho thương lái. Sáng ngày 16 tháng 9, dọc bờ biển hơn 1 km đoạn qua thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng, hàng tấn sò tím, dân địa phương gọi là sò trạng bị sóng lớn đánh dạt bờ, sò đa phần đã chết, miệng hở, nhiều con bung ruột chất thành đống nhỏ, dài 2-5cm khoảng 50 đến 60 người trong và ngoài xã Cẩm Nhượng mang theo rổ, vợt, lưới, bị tải ra biển nhặt những con. Con sống, cầm bi tải cỡ lớn đi dọc bờ biển, ông Nguyễn Văn Tâm, 57 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, cứ vài giây lại cúi xuống nhặt các con sò nằm chất đống hoặc lẫn trong cát. Sò tím sống cách bờ biển khoảng 10 hải lý, thường xuất hiện vào đầu và giữa năm. Mấy hôm nay thời tiết xấu, có thể ngoài khơi biển động, thủy triều đổi dòng cuốn sò dạt vào, ông Tâm nói. Cách vị trí ông Tâm đứng 50 mét, một số thanh niên, đàn ông trung niên ông trung niên ngâm mình dưới vùng biển sâu hơn nửa mét, dùng vật lưới cán dài gần 2 mét, liên tục khu vọt giữa những đợt sóng để bắt sò. Cứ 5 đến 10 phút, họ kéo được một mẻ. Trung bình từ sáng đến trưa một người nhặt được khoảng 30 kg sò. Một số gia đình đông nhân lực bắt được gần một tạ. Mọi người xem đây là lọc biển nên gọi tất cả thành viên ra biển nhặt và đánh bắt gần bờ để kiếm thêm thu nhập sò tím bán bán 20.000 đồng 1 kg, ngoài nhập cho thương lái ngay tại bờ biển, nhiều người đưa về cất làm thực phẩm hoặc sơ chế, lấy ruột đem ra các chợ trên địa bàn bán lẻ. Loại hải sản này có thể hấp, nấu cháo, xào xả, nướng mỡ hành. Trong buổi sáng tôi thu về hơn 500.000 đồng tiền bán sò. Một số gia đình khác bắt được hơn 100 kg thì lời tiền triệu, ai cũng phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Phượng, 55 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng cho hay. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng, sò tím dạt bờ là hiện tượng hiếm, gần đây xuất hiện trên địa bàn hai lần, vào tuần trước và hôm nay, sò dạt ước tính hàng tấn, trung bình mỗi người bắt được khoảng 40 kg, về lửa lại còn 10 đến 20 kg. Đến chiều nay, sò không còn dạt, chỉ còn vài người đi nhặt. Trước đây, mỗi đợt biển động hoặc sao bảo thường chỉ ghi nhận sò lông dạt bờ, sò tím là lần đầu, sò tím ngoài sống trong tự nhiên thì một số người dân trong huyện cũng nuôi, ông Hùng nói. Cơ quan chuyên môn nhận định, sau các đợt bão lũ áp thấp thường ghi nhận nhiều loài hải sản dạt bờ, ba hôm nay Hà Tĩnh xảy mưa lớn, riêng vùng biển huyện Cẩm Xuyên thời tiết xấu, sóng lớn, gió giật cấp 7.